qua mấy lần là chỉ cho phụ ý nó lên nó bảo là làm cái máy, có thể cháu làm cho mà không, mà cháu làm mấy cái nhà dưới kia cả chú xuống chú xem mà không được. Hôm nay nó về nhà chú là lần này nếu mà tính khảo sát là lần này là thứ năm rồi đấy, đúng không? Phần ép cào ngang, phần thép móng này, thép sàn tầng hai, thép sàn tầng này là năm lần. Hai lần thì có đơn vị nào ta? Nhất là còn hai ba lần. Hai lần ba lần là vừa ấy còn về mấy lần nữa cơ. Một lần khánh thành như thế là anh em gặp mặt nhau, gặp mặt nhau. Vâng. Cả một quá trình chứ đâu phải là ông làm xong cái này là xong đâu. Giá cả như thế nào nó có giá chung cả. Giờ các cháu nó cái làm sao nó chắc chắn nó dạng ra được. Qua mấy lần là chỉ cho phụ lý nó lên nó bảo là làm cái máy, có thể cháu làm cho mà không, mà cháu làm mấy cái nhà dưới kia cả chú xuống chú xem mà không được. Hôm nay nó về nhà chú là lần này nếu mà tính khảo sát là lần này là thứ năm rồi đấy, đúng không? Phần ép cào ngang, phần thép móng này, thép sàn tầng hai, thép sàn tầng này là năm lần. Hai lần thì có đơn vị nào ta? Nhất là còn hai ba lần. Hai lần ba lần là vừa ấy còn về mấy lần nữa cơ. Một lần khánh thành như thế là anh em gặp mặt nhau, những cái đó gặp mặt nhau. Vâng. Đó. Cả một quá trình chứ đâu phải là ông làm xong cái này là xong đâu. Các bạn biết là gì nè? Hãy cùng chờ chắc người cao này. Mặt đầu tiên. Đây cái bên cái này. Ở đây một trong những cái bếp này. Để kèo như nào là cái này mà tao tính toán. Thành em ở nhóc, bản mã liên kết tất cả là bọn đấu cần được đầy đủ hết để thi công. Đó, đây là giá trị hợp đồng thiết kế. Đấy, và đây tao ghi luôn rất rõ nha, đơn giá trên là giá thi công hoàn chỉnh, đã bao gồm vật tư này, vận chuyển này, công lắp đặt hoàn chỉnh và phụ kiện, tức là phụ kiện của cái phần đây này, inox inox như đấy. Đó, đấy thì tao ghi rất rõ vậy. Đấy, đơn giá trên là giá cố định không thay đổi trong suốt quá trình, tức là bây giờ kể cả là lúc mà cháu thi công kẻ nó thép lên hay nó xuống này bọn cháu phải chịu đấy, còn lại là cháu vẫn phải giữ đúng như gì cái giá này. Xin chào quý anh chị, tôi là Đức ACT, thành viên của công ty phần kiến trúc BNI. Thì hiện tại thì chúng tôi hôm nay thì chúng tôi đang chuyển phần vật liệu, đó là phần hệ thép siêu nhẹ đến cái công trình mà chúng tôi thi công trọn gói hệ mái Nhật của nhà chú Hội tại Tiên Hiệp của Lý Hà Nam. Như anh chị thấy đây chính là các cái hệ kéo thép mà chúng tôi đang chuyển đến rồi này, và bây giờ sẽ vận chuyển lên trên cái phần hệ mái để tiến hành thi công luôn. Chú Hội đây thì là chúng tôi thiết kế cái ngôi nhà của nhà chú rồi, và sau đó là thì chúng tôi thi công trọn gói luôn cái phần hệ mái. Đấy, còn tuy nhiên ví dụ như nhiều nhà khác thì ví dụ như anh chị muốn chúng tôi thi công trọn gói riêng cái phần hệ mái. Đấy thì lúc đấy là chúng tôi sẽ bước đầu tiên là chúng tôi sẽ về khảo sát cái hiện trạng thực tế của anh chị, sau đó là ký hợp đồng thi công. Đấy, tiếp đến là sau đó thì chúng tôi sẽ chuyển cái thời gian, chúng tôi sẽ chuyển vật liệu đến tại công trình như này. Đấy, thì vật liệu tất cả thứ thì chúng tôi đều sẽ tự tính toán theo cái hệ kết cấu mà chúng tôi thiết kế theo cái kích thước thiết kế của nhà anh chị. Đấy, và cái hệ thép chúng tôi chuyển đến, sau đó là cả nhân công đến và bắt đầu là định vị ở hiện thực trạng thực tế, và sau đó là bắt đầu tiến hành lắp dựng cái khung thép. Đấy, sau khi lắp dựng xong thì cái quy trình của chúng tôi đó là chúng tôi sẽ về, chúng tôi phải kiểm tra đảm bảo cái hệ kết cấu, sau đó thì chúng tôi mới cho bắn ngói và lập ngói anh chị nhá. Đấy, thì tất cả sẽ đều là cái quy trình mà chúng tôi đã có và
công ty sẽ đều thực hiện đầy đủ như vậy với tất cả các nhà. Đầu tiên là khảo sát cái hợp đồng thi công, thứ hai là vận chuyển vật liệu đến, sau đó là gì, bắt đầu tiến hành lắp dựng khung thép. Sau khi lắp dựng khung thép xong thì chúng tôi có kỹ thuật về để kiểm tra cái phần khung thép đó, nếu đảm bảo an toàn thì chúng tôi mới cho lập ngói và sau đó tiến hành những phần lập ngói chính nhá. Kính như anh chị đang nhìn thấy đây chính là cái phần hệ mái của nhà chú Hội mà chúng tôi thiết kế. Thì đây hiện tại là chúng tôi đang làm cái phần hệ kết cấu của cái phần mái này. Thì anh chị thấy đây là phần mặt tiền này, đây, ở phía này. Đấy, và đây là cái phần giếng trời, và đây là cái phần hệ năng lượng. Đây thì như anh chị đang nhìn thấy thực tế luôn, đây chính là cái giếng trời này. Đây là giếng trời đây. À, đây chính là giếng trời. Thì trên bản vẽ thì nó chính là ở đây luôn anh chị nhá. Đây bản vẽ thì nó ở đây. Đấy, và cái hệ năng lượng đây thì nó là ở cái phía đằng sau kia. Đấy, đang để. Thì tất cả đã hoàn thiện hết rồi. Đấy, thì đây là chính là cái mặt bằng kèo anh chị này. Đấy, thì chúng tôi khi chúng tôi làm thì chúng tôi đều phải bố trí cái hệ kèo. Anh chị thấy hệ kèo đây là ví dụ có khoảng cách kèo là ví dụ như là 1025 này, cái khoảng cách ở đây là 1150 này. Đấy, thì cái này nó không quá 1m2 anh chị nhá. Đấy, các cái khoảng cách kèo chúng tôi đều làm đầy đủ hết. Đấy, và kích thước thì chúng tôi đều phải có đầy đủ như này. Đấy, sau đó thì chúng tôi sẽ làm đầy đủ các cái phần hệ kèo của chi tiết. Đấy, từng chi tiết một. Ví dụ như là cái kèo đầu tiên. Đây chị thấy là cái kèo này là cái kèo ví dụ như 001 này. Đấy, và thì cái hệ kèo như này. Đấy, kích thước đây. Thì anh chị thấy là các cái hệ răng này, các hệ răng này, các cái thanh liên kết với nhau rất là đảm bảo chắc chắn. Đấy, đảm bảo cái chịu lực. Nên là anh chị hoàn toàn yên tâm với cái hệ kèo mà chúng tôi đã tính toán kết cấu thì chắc chắn là sẽ đảm bảo về cái khả năng chịu lực của chị nhá. Đây ví dụ như là cái K001 anh chị thấy không ạ? Đây. K001 đây. Đấy, thì nó chính là cái thằng này. Đấy, K001 là cái bản này. Đấy, K001 này. Đấy, còn tiếp đến cứ dần vào trong thì nó sẽ đi vào trong cái phần chính, phần giữa của hệ mái thì nó sẽ cao dần lên. Đấy, cao dần lên. Đấy, các hệ kèo này, các cái thanh liên kết chéo với nhau. Đấy, K002 này. Đấy, tiếp đến là các cái thanh. Đấy, tiếp đến là các cái thanh K003. Đấy. Hoặc là ví dụ như là tôi lấy ví dụ thêm cho anh chị một cái nữa. Đó là cái 004 đúng không ạ? Đây 004 là cái thanh kèo mà ở chính giữa của cái hệ mái. Đấy, chính giữa hệ mái luôn. Thì nó hệ dạng hình tam giác như thế này. Đấy. Thì như anh chị đang nhìn thấy đây chính là cái K004 ở chính giữa của mái này anh chị thấy không ạ? Đây K004 này. Đấy. Thì đấy là toàn bộ cái hệ kết cấu thì tôi cũng giới thiệu qua để cho anh chị hiểu được rằng là gì. Hệ mái mà chúng tôi thi công thì bao giờ chúng tôi cũng đều phải tính toán. Thứ nhất là dựa trên cái kích thước của hệ mái thực tế. Sau đó chúng tôi sẽ tính toán làm sao để cái hệ kết cấu nó phải đảm bảo và an toàn cũng như là khả năng chịu lực của hệ mái chính nhá. Nên anh chị hoàn toàn yên tâm khi mà chúng tôi thiết kế và khi mà chúng tôi thi công cái hệ mái gọn gói cho nhà anh chị. Thì đây là cái quá trình mà chúng tôi đang vận chuyển cái phần hệ thép lên. Anh chị thấy là toàn bộ hệ thép thì đã được chúng tôi tính toán, vật tư thì chúng tôi sẽ tự động chúng tôi tính toán đầy đủ hết và chúng tôi sẽ thi công đầy đủ và vận chuyển vật liệu đến và tiến hành thi công. Thì đây là đội ngũ thi công của công ty kiến trúc bên ấy chúng tôi luôn luôn là trách nhiệm cũng như là làm cái sản phẩm nó sẽ đảm bảo cái tính thẩm mỹ cho anh chị. Nếu mà thấp ở một tầng thì nó lỏng thấp đi luôn. Nhưng mà đâu, nếu mà 2 tầng thì em mà cẩu lên ngọn còn phải đục sắt ra buộc chặt đến bên đây nữa không có chuẩn. Sống ít hơn, gấp đôi 80 sao. 80 thôi. Mất nhiều quá. Mất nhiều 80. Sao mà đến được nhiều tiền.